Kính thưa quý vị, người đẹp có râu, tươi rói bên tượng sáp. Conchita Wurst, quán quân của chương trình Eurovision Song 2014, nổi tiếng với phong cách lạ thường. Ngôi sao 28 tuổi là đàn ông nhưng thích ăn mặc trang điểm như phụ nữ, nhưng không bao giờ quên cạo râu. Conchita Wurst trở nên nổi tiếng sau khi trở thành đại diện của nước Áo tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Eurovision Song Contest năm 2014. Với giọng hát tốt, khả năng trình diễn khá cuốn hút và đặc biệt là phong cách không giống ai. Là đàn ông nhưng lại thích trang điểm, làm tóc và mặc như một phụ nữ khi lên sân khấu, Conchita Wurst đã chinh phục khán giả và giám khảo của chương trình và trở thành quán quân của chương trình Eurovision Song Contest năm 2014. Năm 2007, khi mới bước chân vào làng giải trí, Conchita Wurst giống như mọi thành viên khác và có cái tên là Jess Anders. Năm 2011, Conchita Wurst quyết định lột xác, lấy nghệ danh là Wurst. Anh xây dựng hình ảnh một người đàn ông nữ tính, dịu dàng nhưng lại nuôi râu. Tại cuộc thi Eurovision Song năm 2014, Conchita nhận được số phiếu bình chọn tuyệt đối từ người hâm mộ. Chiến thắng của ngôi sao 28 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán tranh luận trên mặt báo suốt một thời gian dài sau đó. Nhiều ý kiến cho rằng, việc để Conchita trở thành quán quân là một cách ủng hộ cộng đồng những người gay, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. Điều này tất nhiên vướng phải sự phản đối của một bộ phận khán giả. Conchita Wurst được xem là một biểu tượng và hình ảnh tiêu biểu của cộng đồng người đồng tính. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, bức tượng sáp chân dung ghi lại hình ảnh của Conchita tại cuộc thi Eurovision Song năm 2014 đã được công bố tại Berlin, Đức Quốc. Tất nhiên, người đẹp có râu đã có mặt tại sự kiện này và mỉm cười rạng rỡ bên bản sao của mình. Mặc áo có phần kín đáo nhưng Conchita Wurst không quên chăm chút cho gương mặt và mái tóc của mình.